Một Phật tử nữa hỏi. Phật tử ở Thanh Hóa xin hỏi: vừa qua con có đi ăn dỗ anh họ nhà con, trong khi đang ngồi ăn và có nói chuyện về anh thì anh về có nhập vào con. Con có nói chuyện với vợ, các con trai, con gái của anh, rồi cứ tự tay, tự hai tay tát vào mặt rồi đấm vào ngực. Từ hôm ấy đến nay, con cứ nằm ngủ trưa hay tối đều cứ giật mình và thấy sợ sợ. Kính xin Thầy cho con lời khuyên, con xin tri ân công đức Thầy. Ở cái trường hợp này nên học mấy câu thần chú ngắn hàng ngày trước khi đi ngủ, hoặc là đi đâu đó mình nên đọc câu thần chú. Về câu thần chú ở trong cái quyển chú Đại Bi ấy, nhỏ nhỏ ở dưới chùa chúng ta có đấy, quyển của chùa Khai Nguyên Ấn Tống. Cái câu thần chú Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn Án Lam Án Lam Án Lam ấy, phải đọc thật nhiều. Và câu thần chú thứ hai là Văn Thủ Thân Chân Ngôn Án Sĩ Lâm Bộ Lâm Án Sĩ Lâm Bộ Lâm Án Sĩ Lâm Bộ Lâm ấy, cũng đọc thật nhiều. Và câu chú Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn Án Mani Bát Minh Hồng ấy, cũng đọc thật nhiều. Và đặc biệt cái câu chú Đại Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm Chú Án An Na Lệ Tỳ Sa Đệ Bệ La Bạt Sa La Đà Lị Bàn Đà Bàn Đà Nế Bạt Sa La Băng Phấn Hồ Ấn Đô Lô Ông Phấn Sa Bà A ấy, câu đấy cũng đọc thật nhiều. Bình thường chúng ta nên, những cái Phật tử nào mà hay bị vong nhập á, hay bị người âm theo á, nên đọc năm cái câu thần chú này: Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn, Văn Thủ Thân Chân Ngôn và Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn và cái chú Lăng Nghiêm đó, và chú Phật Mẫu Chuẩn Đề Thần Chú nữa. Phật Mẫu Chuẩn Đề Thần Chú Khể Thủ Quy Tô Tát Đế Đầu Diện Định Thất Công Chi ở trong thập chú á, nên tụng năm cái bộ đại thần chú ấy. Và đặc biệt những người hay bị vong nhập ấy, thì thường khi vong nhập ấy, cái cảm giác đầu tiên là gì? Hoặc là thấy ớn lạnh, hoặc là thấy rùng mình, hoặc là thấy nặng vai, nặng hai vai ấy, hoặc là thấy đau đầu, hoặc là thấy gì, người nó mệt mỏi rã rời ra, hoặc là thấy gì, cái mắt nó nặng và nó cứ xị xuống, nó muốn như muốn ngủ ấy. Lờ đờ lờ đờ. Cái trường hợp như thế là gì? Cái trường hợp mà vong thường nhập vào người đó, thường dựa vào người đó, thường hay gặp những cái trường hợp đó. Cái gọi là cái lúc vong chuẩn bị nhập thì như thế. Có trường hợp gì? Nhập rất là nhanh, nặng người một tí là bị ngay. Trường hợp này ít hơn. Thường thường là nói gì, nó cũng phải trải qua vài chục giây hoặc là một vài phút gì đó. Thì trong cái khi mà chúng ta nghe cái người nó khó chịu, nghe nó dạo dực, nó khó chịu hoặc gì, nó thổn thức trong tim mình, nó đập mạnh, nó có một cảm giác, một cái thế lực nào đó bên cạnh chúng ta, nó chuẩn bị mượn xác chúng ta, thì chúng ta lúc đó phải gì? Phải nhiếp tâm mà gì? Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn An Lam 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 An Lam, như vậy chúng ta đọc thế cái câu thần chú, chúng ta quán toàn bộ cái câu thần chú đấy thì nhờ vào Hồng Ngân Tam Bảo, thần lực của mười phương chư Phật Bồ Tát Thánh Tăng vân vân đó. Chúng ta đọc câu Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn đó thì chúng ta quán tưởng gì, toàn bộ cơ chung quanh từ cái miệng chúng ta đọc nó phát ra, nó phát ra cái luồng ánh sáng giống như phim Tây Du Ký, cái đoạn mà Bạch Cốt Tinh á, định để bắt ra thầy Đường Tăng chưa, Tôn Ngộ Không dùng cái gậy thiết bổng ấy quay tròn một cái và gì? Cái ánh sáng nó lóe lên, và mỗi khi Bạch Cốt Tinh định lao vào bắt ra thì cái vòng tròn đấy gì, nó phát ánh sáng, nó đẩy gì, đẩy Bạch Cốt Tinh ra. Để chúng ta quán tưởng kiểu như thế. Tôi lấy một cái ví dụ để chúng ta quán là dễ. Khi chúng ta đọc Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn An Lam An Lam An Lam An Lam An Lam An Lam, thì cái ánh sáng từ miệng chúng ta và từ cơ thể chúng ta thì nó phát ra, thì thiên ma ba tuần ấy còn chẳng nhập được, huống chi là gì, là yêu tinh quỷ mị ấy. Đọc câu thần chú đó khoảng 21 biến trở lên, lại tiếp tục đọc câu thần chú thì Văn Thù Hộ Thân Chân Ngôn Án Sĩ Lâm Bộ Lâm, thì chúng ta cũng quán tưởng như vậy. Toàn bộ cơ thể chúng ta nó phát ra cái luồng ánh sáng từ ở nơi miệng chúng ta, hoặc từ nơi đan điền, tức là nơi rốn chúng ta, ban dưới rốn ba đốt ba ngón tay nằm như thế này, đặt xuống này, từ cái nơi đó mình có nói nơi cái bụng chúng ta, nơi rốn chúng ta, từ nơi đó thì nó phát ra cái luồng ánh sáng, hoặc từ nơi miệng chúng ta phát ra luồng ánh sáng, hoặc toàn bộ kim thân thân thể chúng ta thì mỗi lỗ chân lông thì đều phát ra luồng ánh sáng như thế đó. Đọc những câu thần chú ấy, dần dần là gì? Là ma quỷ sẽ không nhập xác được.
mượn xác chúng ta được nữa. Đấy là phương pháp liền trị những người mà hay bị vong nhập, bị ma nhập, mà muốn cho mình không bị họ nhập vào mình nữa. Tất nhiên người này bước đầu làm cũng chưa được ngay đâu, nó sẽ đỡ thôi. Vì sao? Vì khi đầu chúng ta làm tâm chúng ta còn loạn tưởng. Chúng ta thì giống như người học võ mà. Có ai bắt đầu học võ mà ra đánh võ xìu xìu luôn được không? Có không? Nó phải dần dần chứ, đúng không? Lúc đầu chúng ta chưa gọi là chúng ta cầm quyển sách võ ra múa võ, nhưng mà chúng ta vẫn chưa gì, chân tay vẫn quều quà, sức khỏe vẫn chưa đủ, thì đánh được người ta chưa? Chưa. Nếu chúng ta gọi là văn ôn võ luyện, chúng ta khổ luyện thì sẽ thành gì? Thành tài. Khi chúng ta thành tài, chân tay chúng ta cơ bắp khỏe mạnh, lộn tôm múa thúng rồi các thứ, bật tôm rồi các thứ mọi cái gì, đánh chiều chiều ra rồi thì người ta có đánh được mình nữa không? Không đánh được nữa, chúng ta đủ sức khỏe rồi. Cho nên cần phải có gì? Các cụ ngày xưa nói văn ôn võ luyện. Về người tu tập chúng ta cũng phải gì? Chịu khó tu tập và luyện thật nhiều, dần dần mới khỏi được. Chứ không phải là nghe thầy nói một câu là khỏi ngay được. Thế thì mầu nhiệm quá, đúng không? Cũng phải có sự tu tập dần dần. Nhưng mà dần dần nó sẽ nó đỡ dần và dần dần sẽ khỏi đấy. Cái trường hợp này nhiều người, chúng tôi cũng đã hướng dẫn cho nhiều người khỏi rồi. Hãy nên tu tập như thế.